Anh mê đi rồi, vô nhà em chơi đi. Hả? Nữa hả? Trời ơi, mỗi lần đi chơi cứ chở người ta về nhà hoài chán muốn chết á. Ủa bây giờ anh chán tô rồi à, em không muốn vào à? Không có, nhưng mà ý là bây giờ có một ngôi nhà mà vào hoài nó bị chán, nó bị cũ cũ á. Thì ra anh là con người như vậy. Thôi thôi thôi, hay là bây giờ anh nghĩ vậy nè, thay vì bây giờ mình ở nhà em hoặc ở nhà anh, hay là mình đi ở nhà người khác đi. Ở nhà người lạ hả? Không, em nói gì với em, bây giờ ở nhà người lạ người ta đấm bằng mắt chết, mình phải ở nhà người quen chứ. Nhà người quen là ai? Trời ơi, là những idol mà anh với em biết nè. Hả? Bây giờ mình giả bộ mình chui vô nhà nó, mình sống thử xem họ phát hiện hay không. Bây giờ nó cho dù họ phát hiện họ cũng đâu làm gì được mình thôi, ok không? Ok. Vậy bây giờ là mình sẵn mình vô mình sống ở trong chổng và mình review đi, để xem nhà họ có đẹp hay không, nó nhiều bạn không biết nữa. Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu nha các bạn. Người đầu tiên không ai khác đó chính là chị Daddy nha các bạn ơi. Tại vì trong bao team chị Daddy là người đẹp co đẹp nhất các bạn à. Đó, để xem thử con dáng đen thui này đẹp co đẹp không nha mọi người. À, ui, thấy 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 ui rồi. Ui cái gì cho mèo, Đỉnh. cái này là cái gì vậy? Cái này là một cái quán sushi đó. Quán sushi Nhật Bản mà. Ui giời, theo tông màu gỗ là đẹp ghê luôn trời. Lẫn. Ui, đằng sau đây có một cái phòng VIP nữa nè. Chà. Nhưng mà anh thấy nó hơi nhỏ nhờ, nó hơi chật chật á. Nhưng mà nó đẹp. Đúng rồi các bạn ơi, đây là một cái quán ăn sushi nha các bạn ơi, nhìn rất là Nhật Bản, rất là đẹp luôn các bạn à. Trời, tôi không ngờ bà chị tôi làm đẹp vậy luôn á trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, có chỗ này có chỗ tính tiền nè. Hay hay bây giờ em giả bộ em làm gọi là em làm nhân viên đi, anh làm khách cho. Ủa anh khôn quá em. Alo, 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 alo. Kính chào quý khách muốn ăn gì? Ủa em là nhân viên ở đây à? Em là chủ anh. À em là chủ rồi. Thế em ơi, lấy cho anh một phần combo đầy đủ món gì cũng có đi em. Ok anh, của anh là 3 triệu. Em ơi, dọn đồ ăn ra, ăn xong mới tính tiền chứ, tính tiền trước nha em. À, quán người ta là tính tiền trước rồi mới ăn. 3 triệu gồm những món gì đó, kể nghe coi. Gồm sushi các hồi, rồi cơm cuốn, rồi trứng. Rồi ba cái đó lấy gì 3 triệu bà? Của người ta là đánh bắt từ Nhật Bản, anh hiểu không? Ý hàng tươi sống á hả? Đúng rồi, nhìn mà anh gian quá, phải lấy tiền trước mới được. À, các bạn ơi, các bạn nghĩ quán ăn này có làm ăn uy tín không các bạn? Chứ tôi thấy thấy nhìn cái mặt bà chủ rồi tôi cũng không ưa cái máy rồi đây nha. Đây, của anh đây. Ủa gì vậy? Món gì vậy? Món gì vậy? Cơm hộp 11 món. À, cơm hộp mà 1 triệu một một hộp á hả? Chứ không trả À, tiền ủa thì... sao sao tôi thấy ủa gì vậy? Ủa sao cơm chổng của tôi mà sao cô ăn vậy? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời trời các bạn ơi, ngoài những cái món đồ đẹp ra, tôi phát hiện một cái góc mà nó hơi chiêu chiêu các bạn à. Các bạn biết cái dãy đành đạch đâu? Mèo, anh cho em xem dãy đành đạch là như thế nào nè. Đâu đâu. Rồi nha, đầu tiên các bạn ngồi trên cái ghế này nha các bạn, xong các bạn nhấn nhảy ra nè, nhấn nhảy cái nữa nè. Đó. Gơm 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 mèo. Gơm gơm gơm. Thử thử đi. Cô dãy các bạn quá trời dãy luôn các bạn à. Các bạn có thể thử cho các bạn ở trong nhà chị đi mới được nha. Ok nha các bạn ơi, sẵn có chị đây đi luôn, mình hỏi luôn các bạn à, để xem thử gọi là cái giá trị căn nhà là bao nhiêu chứ xây quay lâu không nữa. Quý vị ăn gì không ăn gì bây giờ tôi hỏi bạn. Nhà này chị xây mất hết bao nhiêu tiền? Đó, để xem thử giá trị căn nhà là bao nhiêu nha các bạn. Để anh em nào muốn decor nó có thể mà dựa theo cái form này mà decor theo cũng được các bạn nè. Nhớ chết liền hả? Rồi rồi bây giờ tôi sẽ hỏi chị đi là cái nhà này anh em là xây bao trong vòng bao lâu sẽ hoàn thành. Tôi nghĩ để xây được căn nhà này tốn nhiều thời gian đó các bạn à. Tầm 4 tiếng các bạn nha. Thế là trong cái khâu mà chuẩn bị ý tưởng hay là cái gì luôn các bạn à, xây trong vòng 4 tiếng là xong nha các bạn. Cũng không phải là lâu mấy các bạn à. Ui có vẻ như chuyện đây đi đều coi nhiều các bạn à, cho nên quen các bạn à. 4 tiếng nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là bây giờ là Mèo đã bị gì các bạn à, Mèo trốn rồi các bạn ơi. Bây giờ còn tôi ở đây chắc tôi phải chạy luôn các bạn à. Chứ bà đi đi bà chưa biết là nhà bả tôi với Mèo mới ăn cái kia đâu. Ăn cái là bị bắt đời các bạn. Thôi tôi chạy nha các bạn, chạy 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 đi Mèo, chạy ơi còn te le vô nữa. Chạy 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 chạy. Idol tiếp theo nó chính là Junpei Blay nha các bạn. Cái anh này tôi ghét lắm nhưng mà tôi vẫn phải review các bạn nha. Tại vì tôi ghét á. Rồi đầu tiên vô căn nhà của anh này, nhà 700 kim cương các bạn nha. Anh Trân xích lô đâu quá trời. Cái này là nỗi đau của anh Jun đúng không? Là sao? Là mở ra mấy cái này nè. À, cái hòn này hình như cái hòn mà cái gì mới đây các bạn, ở nhà tàn bạn không biết ta rương cờ rương Thôi. cờ. Rồi các bạn ở cái góc này nè, anh có làm một cái pháo nè. Bây giờ em lại đây, em lại đây, em tới đây anh đi. Rồi. Rồi rồi giờ bây giờ nha, em sẽ đứng ở đây em nhảy lên chung với anh là em sẽ bị bắn ra ngoài kia luôn á. Một. Rồi bây giờ coi ai bay cao hơn, bay xa hơn ok nha. ok 2 3 nhảy. Ơi tôi nhảy hụt, tôi nhảy hụt.
Gì trời. Thôi mình nhảy lại đi, mình nhảy lại đi, anh nhảy hụt rồi. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Đó đó đó, trời ơi, nhảy kìa bạn, nhảy kìa, nhảy kìa, nhảy kìa, nhảy kìa. Ôi dạ, dạ, nhảy xa bạn, tôi dạ. Tới đây chắc xa nhất rồi đó chứ, còn ai hơn xa tôi đâu. Anh để làm gì mà anh để trứng nhiều, chắc anh có một cái series chắc mở hết trứng đó các bạn, anh tích trăm trứng hay sao á. Trời ơi, trứng cả quá trời quá đất luôn. Trời ơi, bên góc này là cái cây các bạn, anh này cũng phải đặt trồng cây nữa chứ. Trồng được vài cái cây, trời trồng hoa lài hoa gì không à. Này là trồng lấy tiền nè, lấy kim cương nè. Mà tính ra toàn hoa cùi không mà lấy cái gì. Nó tiện nó cũng cuối có hoa này kỳ vậy. Ủa mèo trắng đó, ôi cái con mèo này là đột biến gen à, hiếm lắm anh chứ. Đẹp quá vậy. Ừ, đẹp như em á. Đẹp quá vậy. Ôi sao cái giường này nó riêng biệt vậy? Nó hơi riêng nha, chứ anh này anh bị gì, bị hôi nách thì sao mà. Chứ thấy vợ chồng ảnh phải ngủ chung với tự nhiên sao ngủ riêng ta, tôi thấy khó hiểu các bạn à. Wow. Toàn cần anh đang có của ảnh đó. Mà toàn cần cùi xuống mà. Chứ có giàu đâu, anh này anh khoe gì không biết anh em. Anh còn tập tạ nữa nè, ghê vậy. Ghê vậy. Hát vậy, ác vậy. Ghê. Ủa lá cờ Việt Nam các bạn, trời ơi anh này cũng mày đặt làm lá cờ Việt Nam nữa. Mình tính là lá cờ này hình như là có chút ép các bạn nhỏ xíu à. Anh được huy chương đồng với con thằng lằn kìa, tính ra cụ bắp mình cũng khoe nữa ta. Làm như giàu lắm á. Ở trong đây gì đây? Gì đây? Trong đây một cái phong xanh các bạn ơi. Ủa cái gì mèo? Cái gì vậy? Báo rồi đó. Ủa trời ơi. Trời ơi các bạn ơi. Còn bên đây hình như là cái khu dung con của ảnh hay sao á, tập hợp những con ký tượng vậy nè. Đông quá trời đông các bạn à. Em anh ngồi chờ đi mèo, chờ đi không biết khi nào anh tới, chờ đi. 2000 years later. Các bạn ơi, 2000 năm sau rồi tôi vẫn chưa thấy tới các bạn à. Không biết khi nào tới đây, thôi mình đi mèo ơi. Căn nhà idol cuối cùng mà tụi tôi sẽ tới đó chứ, nhà anh Thanh Hòa sao nha các bạn ơi. Partner duy nhất trong team các bạn à. Thì người này chắc em quen lắm rồi đúng không mèo? Ủa ai vậy? Ủa tưởng sao thấy xưa quay chung với nhau nhiều đó mà ta, giờ chị này nói gì nghe buồn dữ vậy ta? Cũng không có quen gì mấy. Mà trời ơi, mà sao căn nhà gì mà căn nhà không có cái gì vậy? Thì người ta mới bị hách nít mà trời. Ủa mắc nít thì liên quan đến mất đồ. Thì cái thằng hách nít nó vô bán đồ. Hình như có thể vậy các bạn à. Đúng rồi. Ê mà nhắc vụ mất nít, hình như anh nghe mọi người nói là em hắt nít anh Thanh Hoài sao đúng không? Có đâu, tôi vô tội tại anh á, nên người ta mới nói tôi á. Ủa vậy sao tại tôi? Tại anh á, không biết. Thì tại tôi nghe nói anh em kêu mèo hắt vụ quá trời, chửi mèo luôn các bạn nha. Thì tôi xin đính chính lại là mèo có hắt không? Nếu mà tôi mà là người hắt nít á, thì BD sẽ bị mắc nít nha mọi người. Ủa vậy thôi, bạn coi như là tôi chưa nói gì nha các bạn ơi. Cái này tôi không rõ nha. Nhưng mà tóm lại nhà anh này không có gì nha các bạn, ngoài cái... cái giường ngoài cửa nè. Đây cái giường ngoài cửa nè. Nói cái hắc xì các bạn nè. Anh kia thì xích lô tới nè. Cái giường các bạn nè. Tôi không biết bên này bị gì các bạn. Cứ đi trong bệnh viện không à. Tại sao trên đầu em không có chữ màu hồng? Không biết nữa. Bị mắc rồi. Hình như đây là tình đơn phương á. Gì vậy? Em muốn biết tình đơn phương nó như thế nào không? Không thì cho 3 giây để bật lại chữ hồng. 3 không, 2 không, 1 không cho à. Rồi không. Ok, tóm lại nha các bạn ơi, tụi tôi đã qua căn nhà của ba căn nhà của idol các bạn nha. Thì theo như tôi với mèo đánh giá thì căn nhà của chị đây là số 1 nha các bạn, là đẹp nhất nha. Còn căn nhà xấu nhất là của anh Thanh Hòa sao nha các bạn, tại vì không có gì cả em mà. Còn nhà anh kia thì nhà anh báo mà anh em, thôi cho nó khỏi nói đi em mà. Nhưng mà tôi sẽ cho các bạn một cái câu hỏi như sau. Nếu như các bạn được sống trong một căn nhà của một idol nào đó, ví dụ tôi hay là mèo, thì mọi người sẽ chọn tôi hay là mèo? Nếu chọn mèo, cái gì vậy? Nếu chọn mèo, chọn phím subscribe. Nếu chọn tôi, chọn phím like mọi người. Thì các bạn sẽ chọn ai? Tôi nghĩ là full like à. Nhưng mà trước khi chia tay, tôi có một câu hỏi khác nữa cho các bạn nè. Các bạn nghĩ tôi có dễ thương không các bạn? Tại vì hồi nãy mèo kêu tôi không dễ thương các bạn à. Các bạn nhớ comment phía dưới cho mình biết nha.